giờ thấy đâu còn nhà. Vậy ngủ chứ đó. Nãy giờ là không biết sao mà có ba chục cái này. Chục cái này. Cho anh thử cho chăng cái thằng ngủ á, cho anh cho nó lên đường luôn coi. Đó, xong cho thằng đó nó lên đường giùm cái à. Chết mẹ rồi, giúp mẩy à. Dính rồi, lên đường chết nha. Hay không? Đây nó đang ngủ mà nó mới lên nhìn thấy khói không nó nhảy xuống luôn á. Tưởng cháy nhà. Dạ thì nó lên bay liền cho con nè. Ủa ta xong khỏi thôi, nãy giờ tôi tụ có lớn đâu. Xong khỏi miếng coi.